Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay Rich sẽ review một chai nước hoa đang được nhiều người nhắc đến bữa giờ. Đó là chai GRIS Chanel của nhà BDK. Như có chia sẻ với các bạn là hôm bữa Rich mới vừa dùng tiền ở trên YouTube để mua khoảng 15 sample để review cho các bạn xem cho vui. Thì các bạn xem càng nhiều á thì Rich càng có tiền để mua sample. Đó, tại vì có một số thương hiệu nước hoa nó không có bán ở trong cửa hàng, cho nên Richard không có xin được sample, chỉ còn cách là phải bỏ tiền túi ra mua mà thôi. Cho nên khi mà các bạn xem YouTube của Richard á, thì Richard mới có tiền để mua sample. Đó, đơn giản vậy thôi. Ok, thì chủ đề chính ngày hôm nay á, Richard sẽ nói về chai BDK GRIS Chanel. Thì tại sao chai nước hoa này nó lại hot trong thời gian vừa qua, thì Richard và các bạn hãy cùng nhau phân tích về cái mùi hương này. Thì lúc mới vừa xịt á, GRIS Chanel là cái mùi hương này nó làm cho Richard nhớ tới hai chai nước hoa khác, đó là chai Emor, Meander và HFCH Dignify. Và cái mùi hương của cái ly chai tea latte của Starbucks. Vậy giống ở điểm nào á, thì để Richard phân tích cho các bạn dễ hình dung nha. Có 4 mùi hương ở trong chai GRIS Chanel này mà Richard ngửi rõ nét nhất á. Đó là mùi bạch đậu khấu cardamom nè, mùi cỏ hương bày vetiver, mùi phấn hoa diên vĩ iris và mùi gỗ đàn hương sandalwood. Thì mùi bạch đậu khấu á thì nó là spicy, cỏ hương bài nó dạng woody smoky, nó giống với lại trong cái chai HFCH Dignify. Còn cái mùi gỗ đàn hương á, thì các bạn biết nó là dạng creamy, còn hoa diên vĩ là dạng powdery, thì nó giống với lại Emor Meander. Đó. Thêm một yếu tố bên lề là do cái mùi hương này nó có nét creamy của sandalwood cộng với lại vị cay nồng spicy của cardamom á, cho nên nó rất là giống với lại cái ly chai tea latte của Starbucks. Thì không tin bữa nào các bạn mua một ly uống thử xem coi, thì các bạn sẽ thấy nó có nét giống với lại HFCH Dignify và GRIS Chanel của BDK. Thì tóm tắt lại chai nước hoa GRIS Chanel này, Richard có 4 chữ cái, đó là SCSP, tức là spicy nè, creamy, smoky và powdery. Thực ra smoky, woody các bạn, nó tông gỗ thôi chứ không phải nó khét, nó khói gì lắm. Nhưng mà dạng có hơn bài nó woody, smoky vậy đó. Cho nên là Richard tạm dùng nó từ smoky vậy thôi. Mùi hương của nó lúc mới xịt á, thì nó cay nhẹ, nó đến từ mùi gia vị bạch đậu khấu cardamom, đi kèm với lại mùi phấn hoa diên vĩ powdery, kết hợp với lại nét kem béo béo creamy của mùi gỗ đàn hương sandalwood và được hỗ trợ bởi mùi gỗ nó hơi khét nhẹ, đó woody smoky của cỏ hương bài. That's it. Mùi hương nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Chai nước hoa này thực sự không có gây khó khăn cho Richard trong việc phán đoán mùi hương của nó, do Richard đã từng xài qua Emor Meander nè, với lại HFCH Dignify rồi, và Richard cũng đã uống ly chai tea latte của Starbucks rồi, cho nên khi mà ngửi GRIS Chanel thì Richard biết ngay thôi. Ok, thì tới phần chấm điểm á, thì mức độ yêu và ghét á, thì Richard chấm 4/5 điểm. Thì đối với một số bạn á, thì mùi hương này có vẻ mới lạ, nhưng mà đối với Richard á, thì nó cũng tương tự giống như HFCH Dignify thôi, chỉ là cái mùi hương nó nhẹ hơn một chút. Thì theo như đánh giá của Richard á, thì Dignify với lại GRIS Chanel giống như là hai anh em ruột vậy đó các bạn. Thì Dignify sản xuất năm 2015, còn GRIS Chanel thì sản xuất 2019. Thì hai mùi hương á, rất là giống nhau các bạn. Mùi hương ngửi rất là dễ chịu, nịnh mũi, cho nên bây giờ Richard đã hiểu vì sao nhiều người thích cái chai GRIS Chanel này rồi. Nếu mà các bạn muốn tăng đô lên á, thì các bạn có thể thử Dignify của HFCH. Đó, cái mùi hương của nó mạnh hơn mà cái tông mùi cũng có vetiver với lại cardamom y chang như GRIS Chanel vậy đó. Chỉ là Dignify á, thì nó nghiêng về nam nhiều hơn là nữ, còn GRIS Chanel thì nó kiểu unisex nhưng mà nó nữ khoảng 60% vậy đó. Điểm đặc biệt của chai này thì Richard chấm 4/5 điểm. Thì đối với một số bạn á, thì cái mùi hương này có vẻ lạ, nhưng mà Richard thấy nó cũng giống như là Dignify thôi, cho nên đối với Richard thì cái mùi hương này nó quá quen thuộc rồi. Richard chấm 4/5 điểm. Giá tiền của chai này khá là rẻ, 100ml $230. Thì mùi hương của nó mượt, hương liệu dùng ok, cho nên Richard chấm 4/5 điểm. Lưu hương trên quần áo hơn 8 tiếng, Richard chấm 5/5 điểm, còn tỏa hương của nó thì nó hơi yếu. Lúc mới xịt mà Richard phải đưa mũi gần đó là vị trí xịt để ngửi được á, cho nên Richard chấm 2/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai này là 3,8/5 điểm. Ok, thì kết luận của Richard á, thì đây là một cái mùi hương nó dễ xài nè, nó nịnh mũi. Tông chủ đạo của nó thì chỉ có 4 mùi hương như Richard mới vừa miêu tả thôi, đó là mùi gia vị cây nồng của bạch đậu khấu, cardamom nè, mùi phấn phấn powdery của hoa diên vĩ, iris nè, mùi béo béo creamy của gỗ đàn hương sandalwood nè, và tông gỗ woody smoky của cỏ hương bài vetiver. Nó rất là rõ ràng, phong cách unisex nhưng 60% nghiêng về nữ, thích hợp dùng để đi làm văn phòng hoặc là đi hẹn hò. Giá tiền 100ml $230. Nhưng mà nếu mà các bạn mua chai Dignify nó còn rẻ nữa các bạn. Lâu lâu HFCH họ giảm giá tới 50% lần, cho nên cái chai HFCH này hiện tại là $285, nhưng mà khi mà up 50% thì nó chỉ còn khoảng 142-143 đồng à. Thì tính ra thì GRIS Chanel là 100ml $230, tức là 1ml là khoảng $2.3. Còn HFCH thì $142 cho 75ml, tức là khoảng chỉ có $1.9 thôi. Các bạn hiểu không? $1.9 1ml, tức là rẻ hơn GRIS Chanel rồi đúng không? Mà cái mùi nó mạnh hơn nữa. Thì chọn HFCH Dignify ngon hơn, chứ chỉ có điều là mấy bạn nữ nhiều khi xài không hợp, tại vì Dignify thì nó nam hơn, còn GRIS Chanel thì nó nhu hơn vậy đó. Đó thì nói chung á là đối với Richard á, thì cái mùi hương GRIS Chanel này của nhà BDK á, thì Richard đã xài qua rồi, nó không có gì mới mẻ đó, ngửi tạm được thôi chứ cũng không có gì ghê gớm giống như là ở trên Facebook hay YouTube họ háp up bữa giờ họ lăn xe họ nói sùm lần Richard quýu Richard ơi chà cái mùi này ngon không ta, sao ai cũng khen vậy. Mà Richard không ở gần chỗ cửa hàng nó không có bán, cho nên Richard phải mua sample, mà cho tới thời điểm hiện tại Richard mới ngửi được thì Richard thấy nó không có giống như những gì người ta đồn. Ngửi tạm được thôi. Đó, bản thân của mùi hương này á, thì nó không có quá tệ, nhưng mà đối với Richard á, thì nó thuộc dạng không phải là danh xứng với thực, có nghĩa là người ta khen quá đi nhưng mà thực ra cái bản chất mùi hương của nó thì không có tuyệt vời, không có làm cho người ta wow gì á, ngửi được thôi à, nhưng mà nhiều người họ lăn xè quá thôi. Ok, thì đó là những gì Richard muốn chia sẻ với các bạn về cái chai GRIS Chanel của nhà BDK này. Quên nói với các bạn là đây là phiên bản Perfume EDP gì đó. Còn Richard cũng có order một sample phiên bản extra nữa. Xong video này Richard sẽ review extra luôn, coi nó có khác gì không. Trên cơ bản thì video này là Richard review dựa trên cái phiên bản EDP Order Perfume vậy đó. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của GRIS CHARNEL. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Xin tạm biệt.